Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay ngày 19 tháng 5 2020, kênh tiếp tục chia sẻ giá mũ cao su ngày 19 tháng 5 như sau. Giá mũ cao su tại một số điểm thu mua nhỏ lẻ như Minh Hưng và Hớn Quảng, mũ nước thu mua với giá 235 đồng trên độ và mũ chén thu mua với giá là 11.000 đồng trên 1 kg. Tại Trơn Thành cũng như là Minh Thành thì giá mũ nước là 230 đồng trên độ, mũ chén thu mua với giá là 10.000 đồng trên 1 kg. Tại công ty cao su Bình Long, công ty cao su Bình Long thu mua với giá mũ nước là 245 đồng trên độ và mũ chén công ty thông báo thu mua với giá 10.500 đồng 1 kg. Và tại công ty cao su Lộc Ninh, công ty cao su Lộc Ninh ngày 19 tháng 5 công ty thu mua giá mũ nước là 230 đồng trên độ tại các điểm thu mua tại vườn cây Tiểu Điền và nhà máy thu lại với giá là 235 đồng trên độ. Tại công ty cao su Phú Riền thì giá mũ nước công ty thu mua với giá là 250 đồng trên một độ và giá mũ tạp công ty thu mua với giá là 210 đồng trên 1 DRC. Công ty tính theo giá quy khô nha cô bác anh chị. Giá quy khô thì có công thức tính từ mũ nước cũng như mũ tạp chưa qua chế biến, thành quy đổi thành giá quy khô, mũ khô, mũ quy khô, và sau đó là mua áp giá mua với giá là 210 đồng trên 1 DRC. Và tại công ty cao su Phước Hòa, công ty cao su Phước Hòa mua mũ nước với giá 250 đồng trên độ. Công ty cao su Phước Hòa thì thuộc tỉnh Bình Dương nha cô bác anh chị. Còn tại Tây Ninh thì giá mũ nước tại Tây Ninh hiện tại ngày 19 tháng 5 là 235 đồng trên độ và mũ chén là 10.500 đồng trên 1 kg. Và giá mũ dây thì theo như ngày chiều ngày hôm qua thì tôi có đi bán mũ dây có chỉ. Thì giá thu mua mũ dây ở cơ sở là cầu Sa Cát, Minh Thành, Nha Bích thu mua giá mũ dây với giá là 11.000 đồng trên 1 kg. Thì tôi thường tôi bán mũ dây và mũ dây có chỉ và mũ dây không chỉ thì giá bằng nhau. Không biết các nơi khác của các cô bác anh chị thì thu mua như thế nào. Thì cô bác anh chị hãy chia sẻ giá mũ dây ở chỗ của cô bác anh chị để tôi và bà con được nắm và để chia sẻ rộng rãi cho tất cả bà con ngành cao su được nắm giá. Thì mấy ngày qua thì giá cao su vẫn ổn định. Đây là một tín hiệu cũng rất là mừng, bởi vì đầu mùa thì giá hay lên xuống thất thường, nhưng đầu mùa năm 2020 thì giá liên tục là tăng và ổn định, không có sự giảm sút. Chính vì vậy đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho đầu năm. Tuy là đầu năm thì cũng có tình hình dịch bệnh cũng ảnh hưởng một phần đến giá mũ cao su, nhưng hiện tại thì giá mũ như thế này thì cũng là một điều đáng mừng đối với bà con ngành cao su. Hy vọng sắp tới thì giá mũ sẽ tăng thêm nữa cho đời sống bà con được thêm khá giả hơn. Thì trước mắt bà con đây là vườn mít thái siêu sớm, do trồng cao su không hiệu quả nên bà con ở đây khoảng một sào cao su ở đây đã thanh lý và trồng mít. Thì giá mít hiện tại của siêu sớm là giá mít trước Tết chứ. Trước Tết của giống mít siêu sớm này thì là 1 kg khoảng 60.000, nhưng hiện tại thì giá không còn như trước, nhưng trồng mít thì vẫn hiện tại vẫn lợi nhuận, thu về lợi nhuận cao hơn mũ cao su nha cô bác anh chị.
Khoảng gần một tháng nay thì không có mưa nên nhiều bà con ở đây thì không có mở miệng cạo. Hoặc có những bà con mở được một hai nhát dao thì đã ngưng vì cây không có đủ nước, đủ sức cho mủ nên bà con đã ngưng chờ mưa đến thì bà con sẽ tiếp tục khai thác. Còn đối với những lô cạo hành lý thì chúng tôi nhận thấy những anh chị mà cạo cao su hành lý thì vẫn cạo mủ tấp nập, nhưng cô bác anh chị vẫn khai thác mủ hàng ngày, đặc biệt là lô cao su bán cây hành lý của nông trường nhà nước ngay chỗ ngã tư ngã ba quẹo quốc lộ 14 và đường quẹo vào đập Phước Hòa. Thì các anh chị ở đó ngày nào cũng khai thác mủ tấp nập và khai thác từ đầu năm 2020 đến giờ. Tuy là lô những cái lô đó thì cây rất cao, miệng đục rất cao khoảng 5-6 thước, nhưng nếu các cô bác nào mà có chịu khó cạo thì theo như chia sẻ của những cô bác ở đó thì mỗi ngày mỗi dao cạo thì cũng được khoảng 1 triệu đồng trở lên nha cô bác anh chị. Vì cây ở đó rất là to, cây cao su nhà nước thì rất to, giống 2-3 năm nên cho mủ rất là nhiều. Đặc biệt khoảng giữa tháng 3, tháng 4 thì có mưa nên cây đã lại sức trở lại nên cây đã cho mủ rất nhiều. Thì tôi có nhiều lần hỏi thăm để mua vườn cây để chia sẻ cho những anh chị mà đang cạo hành lý, nhưng cái lốc cao su trong đó thì rất là đắt. Cây vừa ra khoảng chừng 1-2 hôm là bà con mua cạo hành lý hết, vì giá bán ở trong đó thì rất là rẻ. Một mẫu ở thời điểm bán là thời điểm tháng 3, tháng 4 thì bán với giá là 800-900 một mẫu của cao su nông trường thuộc nông trường Minh Thành đó. Rồi, trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì chúng tôi xin nhắc lại giá mủ một lần nữa cho cô bác anh chị nắm. Giá mủ dây thì hiện tại tôi bán thì hàng ngày là 11.000 đồng một ký. Còn mủ nước thì ở các điểm thu mua nhỏ lẻ ở Minh Hưng và Hướng Quảng, mủ nước 230 đồng trên độ, mủ chén 11.000 đồng trên ký. Và ở Trân Thành, Minh Thành thì mủ nước những thương lái tiểu điền ở đây thu mua với giá là 230 đồng trên độ và mủ chén thu mua với giá là 10.000 đồng. Và ở Bình Long, công ty cao su Bình Long thu mua mủ nước với giá là 245 đồng trên độ. Và mủ chén thì con thấy công ty thông báo thu mua với giá là 10.500 đồng trên 1 ký. Và ở Lộc Ninh thì công ty cao su Lộc Ninh thu mua mủ nước tại vườn cây tiểu điền là 230 đồng trên độ. Và ở nhà máy thu mua lại với giá 235 đồng trên độ. Ở Đồng Nai thì công ty cao su Đồng Nai vẫn thu mua giá như mọi ngày, đó là mủ nước loại 1 thu mua với giá 242 đồng trên độ và mủ nước loại 2 thu mua với giá 239 đồng trên độ. Và ở Phước Hòa, công ty cao su Phước Hòa thu mua với giá là 250 đồng trên độ. Ở Phú Riềng, công ty cao su Phú Riềng thu mua giá mủ nước với giá là 250 đồng trên độ và giá mủ tạp công ty thu mua theo giá quy khô là 210 đồng trên 1 DRC. Và ở Tây Ninh, công ty cao su Tây Ninh thu mua với giá là 235 đồng trên độ và mủ chén là 10.500 đồng trên ký.
Rồi cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật giá cả cao su hàng ngày mới nhất và chính xác cho bà con. Nếu bà con có giá cả ở những nơi có sự thay đổi nào hay là có giá mới nào ở những cái nơi mà tôi chưa cập nhật tới được cho bà con thì bà con hãy chia sẻ cho mọi người và tôi để biết và sẽ thông báo rộng rãi trên clip mỗi ngày cho bà con được nắm giá cả cao su của miền Đông Nam Bộ này. Xin chân thành cảm ơn bà con rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại video ngày mai.